Rồi cho con nghe, nó sẽ có cái tập đồ chế cúc chế của con cam phải châm nè. Bà con có về cúc cái cúc với nó ra, nhét này vô là vừa thôi. Nó là chiều dài từ này ra là 2 tấc mấy nha. Này ra là như đây. Thì trong cái mặt bít nó ra đó. Thì trong cái mặt máy ra cho nó nhiều. Đây. Đó là tấc 8, từ trong ra là tấc 8 nè. Từ trong mặt gam ra là tấc 8 ra tới đây. Cốt là 55. Cốt là 55 nha. Đây. Cốt 55, chính xác. Chiều dài từ đây ra đây tới đây nè, là mặt gam ra là tấc 8. Dài gần cao 700. Đùi là đùi 50, chế 50. Này chắc 3 đạn rồi. Chắc 3 đạn. Con cứ về gắn vô là xài thôi, cốt kia nhét cốt này vô là xong. Cốt 55 ngon lành, cốt 55 bây giờ là tấc 8 dài từ trong cái lốc máy ra tới mặt bánh rồi. Bà con cứ mua về xài thôi, nó có chế, bà con có đồ bắt bánh rồi sẵn hết trơn nè, bắt bánh rồi sẵn hết trơn nè, con cứ về xài thôi. Rút nguyên cái vỏ đùi kia ra, nhét nguyên vỏ đùi này vô. Này đùi chế cam phải châm lên đùi đó con. Này là gắn chung tất cả ca phải châm vừa nha. Dàn ca là gắn lỗ bánh là vừa hết. Tất cả dàn ca thì gắn lỗ vừa. Cái lỗ bánh thôi. Đây, đùi chế cúc chế cam phải châm. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Tất cả đường chế. Có đường chế là còn có đường chế IC nè. IC là IC5, IC6, IC7, IC8, IC9. Còn dàn ca là có K700. Còn Mitsu là có CT553 với CT601 là hai hàng đó chủ nhất. Có sẵn. Cốt là 60, chiều dài là từ trong bắt ca là tới 8 là vừa với cái kim đúng rồi con. Sau này đạn thời gian con có lỏng đạn mà con cứ